Kể từ khi tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp cho đến khi toàn thành phố áp dụng chỉ thị số 16 bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày thì có rất nhiều người lao động nghèo đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mất việc và không còn nguồn thu để sinh sống. Những người lao động nghèo là một trong những người chịu nhiều sự ảnh hưởng nhất do dịch COVID-19. Nhiều gia đình dựa vào việc bán vé số, bán ve chai, hàng rong để sống qua ngày. Họ chỉ còn biết trông chờ vào sự hỗ trợ của xã hội vì hiện tại không có việc làm, không thu nhập, thậm chí nhiều người còn đau yếu. Theo bà Trương Thị Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho, quận 1, trong thời gian qua, phường đã lên danh sách trao tiền hỗ trợ tận nhà cho các đối tượng khó khăn nói trên. Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho đã lên kế hoạch đi trao cho 38 người thuộc đối tượng người bán vé số, chạy xe ôm truyền thống, người lao động mất việc làm. Mỗi cá nhân trong danh sách sẽ được nhận số tiền là 1,5 triệu đồng. Danh sách nhận tiền hỗ trợ sẽ được cập nhật liên tục và bổ sung mỗi ngày để không bỏ sót bất kỳ ai. Đến trưa ngày 14 tháng 7, phóng viên Vietnamnet theo chân hai cán bộ phường Cầu Kho, quận 1 vào con hẻm nhỏ số 22 chân cầu Nguyễn Văn Cử. Tới ngã ba hẻm, cán bộ phường dừng xe, cầm theo danh sách đi bộ đến từng nhà gọi người dân ra nhận tiền. Đi sâu vào trong hẻm, đội hỗ trợ dừng lại ở một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Số 24/22A ngay tại ngã ba hẻm. Theo chia sẻ của các cán bộ, đây là hộ vé số. Với không gian chật hẹp chưa đến 20m2 là nơi 7 người lớn tuổi bán vé số cùng nhau sinh sống. Nghe tiếng gọi, ông Ngô Văn Tiếng, sinh năm 1962, bước ra cửa mà không quên gọi vọng vào trong nhà. Các ông bà ơi, đeo khẩu trang vào rồi ra nhận tiền này. Sau khi đối chiếu thông tin trong danh sách, 6 người trong hộ đều nhận được số tiền 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, có trường hợp ông Nguyễn Thành Quý, sinh năm 1968, do mới bị mất toàn bộ giấy tờ nên không được nhận tiền hỗ trợ. Kể từ ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, chúng tôi chỉ ở nhà, không còn kiếm được tiền nữa. Nay có được số tiền hỗ trợ này, những người nghèo khó như chúng tôi mừng lắm vì đỡ vất vả, lo lắng hơn trong những ngày trước mắt. Ông Tiếng nói. Sau đó, các cán bộ phường rời khỏi căn nhà đặc biệt này và tiếp tục trao cho những hộ khác. Thực tế, có nhiều người trong danh sách chưa nhận được hỗ trợ vì cả gia đình đã đi cách ly tập trung. Nhà bà Lê Thị Thanh Xuân, sinh năm 1957, nép sâu bên trong một hẻm nhỏ không đề số và đường vào chỉ chừng nửa mét, còn khó khăn và éo le hơn cả khi gia đình chỉ có bà và hai người mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Một người là mẹ ruột, người còn lại là dì của bà Xuân, cả hai hiện nay đã không còn khả năng lao động. Cả gia đình chỉ có bà là thu nhập chính nhờ vào nghề giúp việc. Tuy nhiên, bà Xuân rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, không có thu nhập ổn định đã hơn nửa năm nay. Hàng ngày, bà Xuân đi phụ giúp để kiếm vài ba chục, nuôi mẹ già và người dì, cũng như trang trải qua ngày. Bà Xuân vừa nắm chặt tay người mẹ già đã không còn khả năng nói, vừa nén nước mắt chia sẻ. Bà cũng vất vả chung ơi, chạy từ bữa ăn, mua đồ ăn, hay là thiếu thốn thuốc men đồ mua. Theo rà soát của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho, tính đến hôm nay 14 tháng 7, địa bàn hiện có 810 trường hợp là lao động tự do, bán vé số, hàng rong, chạy xe ba gác, giao hàng bằng xe thô sơ. Được quận đưa thông tin và quận đã cơ bản duyệt xong và tiến hành trao tiền hỗ trợ. Hiện các tổ dân phố phối hợp, cảnh sát khu vực vẫn tiếp tục lên danh sách, sau đó phường sẽ tiến hành nhanh nhất để xét duyệt trong 2 ngày.